2, 1, 2. Cái rồi Hải Phong Lê live chưa? Đang live nhưng mà Hải Phong Lê chưa bấm live. YouTube. Go live. Ok, yeah. Live, đang live. Hello, rồi. Check, check, 1, 2. Có live chưa? Thấy không? Sẽ chia sẻ giùm mấy bạn ơi. Hello, kính thưa quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình live trực tiếp. Hôm nay là cái phòng, một cái phòng... studio mới của Phong Lê và nhóm Hài, thì hôm nay chúng tôi hân hạnh, rất là hân hạnh được mời hai người rất là đẹp trai nhất ở tại Bosa này, đó là anh Việt Hình và đẹp trai hơn anh Việt Hình nữa là anh Vũ Râu. Hôm nay không biết anh Vũ Râu đem cái kiến làm cái gì nữa. Sự là ta muốn hỏi nhưng mà ta thấy hơi ngại ngại. Hả? Ok, sorry nha, mình đang chụp chặt, đang coi. Ủa, mấy quý vị có thấy mấy có like không ta? Không lê like, không lê like một chục lần là hết rồi. Chín lần, chín lần. Bị chụp chặt. Bị chụp chặt rồi. Ô, 112 người, anh Vũ tắt nhẹ nhỏ xuống Vũ. Oh, sorry. Đó. Ô, oh, đẹp, đẹp quá. Ờ, anh được cắt một khúc vậy bên này nhỉ? À, đẩy qua này xíu rồi. Mình phải nên ngồi bên đây. Đó, ngồi gần xíu, quý vị có thấy mọi người nghe rõ không nha? Mọi người nghe rõ không? Nói cho Phong Lê nghe tiếng rồi. Hello, xin chào Nguyễn Hoàng Bảo Khánh. Hello, có Quỳnh Khôi, chào Vũ, chú Vũ Râu rồi, chú Vũ Râu thấy không? Đâu, Quỳnh Khôi không? Họ đang coi YouTube hay là coi Facebook? Mình đang coi YouTube. YouTube, ờ, nên coi thấy YouTube không? YouTube thấy không? YouTube thấy không? Có. Có phải không? Có, nhưng mà chào dân chơi, cảnh Lê, cảnh Tê. Đó. Dân chơi. Hello, Cảnh Tê. Cảnh Tê. Hello, anh hôm nay mình đang live trên YouTube và trên Facebook. Đây, xin chào các bạn. Hôm nay một lần nữa là hôm nay chúng ta làm cái podcast, một cái chương trình nói chuyện live cho cái phòng thâu phòng studio mới của Phong Lê để chúng ta có thể về chuyện sắp xảy ra và chuyện chuẩn bị xảy ra. Chuẩn bị xảy ra, đúng rồi. Hôm nay Vũ khỏe không Vũ? Hôm nay mình rất khỏe. Ok, bây giờ các bạn đâu rồi? Dân chơi đâu hết rồi? Dân chơi đâu? Vô đi, bữa nay là Vũ Râu phá trên cái phòng... Hơi nhỏ hả? Phá luôn hả Vũ? Phá trên cái phòng studio hả? Hả, có nét không? Banh sát luôn. Nét thầy lầy luôn. Anh Vũ Nguyễn nè ha. Vũ tu rồi, không chữa thầy nữa. Đúng rồi. Chơi hoài. Mình lớn rồi, không được chửi thầy. Lớn rồi. Mày thằng gì xàm nữa. Người ta nói là chửi thề là đề câu chuyện. Đúng, đúng không? Rồi. Đúng không? Chửi liền dạy con nghe đi. Thôi mày kênh cũng không nữa. Sao cái gì anh cũng... Không, nhưng mà để tao hỏi chủ, khổ chủ coi bây giờ mình bữa nay mình chửi thầy được không? Cho, anh Vũ là cho chửi thầy mới. Bị gì? Vậy, tại nghe mày mà. Ok. Còn cái mic của tao ok. Ok, mic của anh ok. Ok lắm mà. Ok. Các bạn nghe anh Vũ rõ không các bạn? Có nghe Vũ đâu đi, Vũ Nam Yên rõ không vậy? Hello, check check, nó việc nói thử việc. Hello. rồi, nghe good rồi, nghe good rồi. Đã kết nối, chữa thề mới vui kìa. Đã kết nối. Là anh Phong đối. Ừ, YouTube không cho chửi thầy nha. Nghe rõ mấy anh, ok. Đây, ra cái chòi ngồi đó các bạn. Ok. Rồi. Bữa nay là không chửi thầy, nữa là đừng phòng vậy. Bây giờ để cho Vũ Râu quất một câu chửi thầy. Nó đang quay, có sao vậy? Hả? Ok. Bây giờ Phong Lê cho Vũ Râu quất một câu slogan nha. Yeah. Kể từ bây giờ, cái câu này của Vũ Râu. Được money hơi thiếu thì lần sau làm tốt rồi. Tới này nói vậy, anh nói một câu thôi. Nói cái gì vậy? Không có việc hướng này, việc cứ nó để hướng này nó không có nghe. Thôi hướng này không nghe. Hướng này thôi. Vậy lóc lại luôn đi. Thì đó nãy giờ lóc để. Sao bị gì bị gì? Không, tại vì cứ em xem ngồi vậy mà em thấy cái micro nó chĩa đây. Em tưởng là cái đầu ở đây nó vô ở đây chứ. Cái mặt nó đã chỉnh rồi. Vô đây. Ok rồi. Rồi. Ok, hôm nay là cái câu chuyện cái chủ đề đầu tiên chúng ta nói là câu chuyện gì, câu chuyện của quý vị ai cũng biết mà. Thì chứ nói chung là trong giới nghệ sĩ của Phong Lê và rất là nhiều bạn bè thì ai cũng bàn tán xôn xao về chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng. Anh đây là anh đẹp trai Vũ Râu. Anh Vũ Râu có thể dạo này chị Hằng lên, chị Hằng tâm sự rất là nhiều
từ từ khi mà chị Hằng tâm sự đến từ Vũ Nam Yên đúng không? Vũ Nam Yên bây giờ chị Hằng qua tâm qua tâm sự với mấy nghệ sĩ nữa. Nên chị Hằng chị Hằng bây giờ rất nổi, anh Vũ có thấy sao anh Vũ nó có chuyện gì chứ cho chị Hằng bây giờ là chị Hằng nói gì? Anh Vũ có một cái ý kiến gì? Không có ý kiến, anh Vũ không biết thôi. Mình thì mình sợ ý kiến rồi lắm mấy ông. Tao già rồi, ý kiến chỉ còn mệt lắm. Anh Vũ bây giờ ý kiến các bạn. Nhưng mà bây giờ á, cái vấn đề bây giờ là khi mà các bạn lên trên Google các bạn quánh cái chữ Nguyễn Phương Hằng thì tất nhiên là nó kinh khủng lắm. Nó rất là hot. Bây giờ tất cả mọi người bên bên Mỹ này cũng vậy, tất cả cái kênh YouTube bên Mỹ đều kiếm tiền qua lại Vũ Nam Yên. Đúng là, rồi, đúng rồi. Là bây giờ nó còn đang nó được đổi qua một cái chiều hướng khác. Căng hơn. Bây giờ chị Nguyễn Phương Hằng đánh với tất cả mọi người. Tất cả mọi người không nhưng mà mình phải công nhận á là cái nhưng này mà... nó bất công đúng không? Một người đẹp như vậy, dễ thương như vậy. Ha, một CEO của một đại công ty mà bị hơn 40.000 người đánh livestream cách nói chuyện rất là hấp dẫn. Rất là hấp dẫn. Khi còn mà em công nhận là chị Nguyễn Phương Hằng livestream rất là hấp dẫn nha. Đúng rồi. Đúng vậy. Nhưng mà chỉ có một mình chị Phương Hằng bao sân. Bao sân thì một mình chị nói 3 tiếng đồng hồ. Được. Không phát. Và khi mà chị đã chửi rồi, chị chửi rất là ngọt ngào, rất là bài bản, rất là chuẩn chi. Gọi là mình mê luôn. Mình nghe đúng rồi. Khi em nghe chị Nguyễn Phương Hằng tại sao nhiều người nghe? Tại vì em theo ý em cảm thấy là khi mà chị Nguyễn Phương Hằng nói chuyện á, chị Nguyễn Phương Hằng chửi nó chửi là một chuyện mà vui nữa. Đúng trong cái chửi có cái hài nữa. Khi mà chị chửi người ta xong rồi chị nói ôi trời ơi tôi chửi tụi bay thì là thú vị. Cái chữ thú vị của chị là sẽ được ăn tiền đó. Mốt mà chị sẽ đăng ký bản quyền cái chữ thú vị của chị đó. Phải có bằng đã có đăng ký bản quyền rồi. Đã đăng ký bản quyền rồi. Không, nhưng mà mình phải công nhận á là một tuần lễ mà mình không nghe chị lên chửi á. Mình cảm thấy nhớ. đúng không? Nhưng mà vấn đề là tại sao em cái vui là khi mà rất nhiều có chị Nguyễn Phương Hằng chị nói là 40.000 người đang tấn công chị. Anh Vũ có thể nghĩ sao về 40.000 người? Chị có 40.000 người tấn công chị hay không? Mình nghĩ cũng có thể lắm. Tại vì nếu mà mình nghĩ đi, bây giờ không nè. Chị Nguyễn Phương Hằng đang có hơn 400.000 người ủng hộ. Thì tất nhiên là phải có 40.000 người tấn công. Đúng không? Mình nghĩ là cả triệu người ủng hộ Diệp Phương Hằng chứ không phải là 400.000 đâu. Nhưng mà ở đời như vậy không? Đúng không? Mình ở sao ở nhưng mà cũng có người ghét người thương. Đúng không? Mà cái vấn đề đây á, là tại vì bây giờ chỉ đang đưa qua một cái đưa cái chiều hướng thay đánh ông Vũ Nam Yên. Thì bây giờ chị đánh những người ủng hộ Vũ Nam Yên. Đúng rồi, bây giờ tại vì người ủng hộ càng ngày càng lộ ra càng nhiều. Càng nhiều những cái giới showbiz đi. Thì cũng hơi nhiều những cái sự kiện. Đó. Rồi chẳng những như vậy rồi còn nhiều cái bạn bè của chị Hằng đó cũng là tạo phản. Đúng rồi. Mà em nghĩ là thì khi mà chị Hằng lúc nào chị Hằng cũng lên nói cho là có 40.000 người đang tấn công chị. Việc nghĩ thôi 40.000 người mà đi tấn công nghĩa là đang phải chưa chị tấn công gọi là cái gì cái chữ gì đó nhưng mà đang công kích tấn công. Thì theo Phong Lê nghĩ thì không có 40.000 người. Mà hơn không tiếp đó chị nói 400.000 người công kích chị là em nghĩ là cái đó nó hơi sai tại vì em nghĩ rằng chỉ có khoảng chừng người mà không thích chị người mà tấn công người mà bỏ thời gian ra để mà làm livestream để mà nhắn tin chị thời gian ra đây đó thì chỉ có khoảng chừng vài 100 người là cùng, 120 người là cùng. 40.000 người thí dụ như một người nghệ sĩ người ta có 10.000 fan hâm mộ thì người ta vô cái nhóm đó người ta ngồi ta đó. Cái là ta cứ nói theo chứ con người có còn 40.000 người không ai tấn công không ai rảnh đó tại vì khi mà làm giống như mà mình đi là cái những người trên mạng không ai rảnh. Là mình là trả lời cái chứ thực sự mà đi đến để giống như làm một cái kêu họ làm một cái video kêu họ chửi họ không dám và họ không có làm. Bởi vì em không nghĩ là 40.000 người chị cứ nói 40.000 người, 50.000 người thì cái đó cái con số đó thì là cái con số mà cái fan hâm mộ của mấy người kia thôi. Chứ họ không có đi mà đến mà tấn công chị.
họ không 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 có hả dám lên tiếng mà tấn công chị, mà những người mà tấn công chị Hằng nó cũng không có dám đưa mặt ra nữa. Em coi là một khi mà chị Hằng lên, chị Hằng đưa nó, ồ người này hả, người này là đang nói xấu tôi, người kia nói xấu tôi, tất cả mọi người đều phải giấu mặt không biết tại sao. Nghĩa là dùng những cái nick ảo mà dùng nick những cái nút master rồi nhớ dùng những cái nick đâu mà chứ không đóng ai dám mà, dám mà lấy tên nick để hình đó. Nick để hình Pikachu. Nick để hình rồi, để hình con cọp, rồi nọ, rồi để hình rồi lấy che mặt rồi khẩu trang rồi nọ, bông với hoa, bông với hoa. Thật sự là khi mà giống như là Phong Lê cũng đã từng từ giống là Phong Lê cũng làm nhạc thì biết là khi mà mình nổi tiếng rồi đó thì 100 người thích mình thì Phong Lê hơn là Phong Lê, thí dụ 100 người thích mình thì Phong Lê có một 10 người nó không thích, đúng không? Thì mà khi mà cái số lượng người thích mình càng đông thì cái số lượng mà người ghét mình nó phải càng lên, đúng không anh Dũng? Đúng không? Thì chị Hằng đi, chị Hằng chửi người ta thì có hai phía, một phía trái phía phải, nghĩa là phía trái phải phía một, thì chị Hằng chửi mà sẽ có rất là nhiều người không thích và cũng có rất là nhiều người thích, thì cái số lượng mà càng thích, cái số lượng mà càng thích giống như là cái số lượng nó càng cao thì cái số lượng người không thích nó sẽ càng cao. Bởi vậy tại sao mình giống như là mình đi thì nếu mà như mình nghệ sĩ đi, nghệ sĩ thì họ họ quen, có thể là họ quen rồi, giống như em đi. Em có một cái video em có 10.000 like, có 100 dislike. Thì hả sẽ có hả một 100 cái hả comment thì cũng có hả 10 cái comment nó chửi em. Nhưng mà khi mà em đọc em khi mà em đọc đó em không có tức giận. Đúng rồi. Em cũng đâu không có tức giận tại cái số người thích nó nhiều quá. Và thứ hai nữa là mình là người công chúng mà. Đúng rồi. Mình để ý mấy cái những cái comment là chi làm cho mình mất ngủ, mất ăn, mất có nhiều người, rất là nhiều người ảnh hưởng, không biết anh Vũ có bị ảnh hưởng ở đó không? Không, tao sống trên dư luận. Sống trên dư luận đúng không? Sống trên dư luận. Việc có bị ảnh hưởng bởi dư luận không? Việc có... I don't give a fuck, man. I don't give a fuck. Không, chứ vậy. Có nghĩa là không khe. Ai muốn nói gì nói thoải mái. Mày bữa nay mày... nhiều khi nó nhắn tin chưa biết em trả lời chưa. Mày bữa nay mày vô văn hóa phải không? Vô văn hóa quá. Tao bảo mày á. Sorry anh Vũ. Đã nói rồi, để cho thằng Phong nó kiếm tiền. Dạ, con... Phong kiếm tiền, chứ vậy nghe livestream dạ, cách. Xin lỗi anh Phong. Mày trả thằng Phong không nổi đâu. Dạ, tao nói trước cho mày nghe rồi. Con xin lỗi ba. Xin lỗi ba. Con là phải như vậy mới được. Tại vì ba không có dạy con. Mẹ mày nó mày chửi xéo tao à. Ý nó điểm bất dạy. Ý nó tao bất dạy à. Thằng vô văn hóa, vô mẹ bố. Đó thì bởi vậy khi mà em thấy chị Hằng, chị cứ nói là ồ giống như là càng ngày càng có nhiều người ghét, càng có người nhiều người không mình ghét chị. Xong nhưng mà vấn đề là chị bị ảnh hưởng bởi cái đó. Đúng chị, rồi. Chị bị không, ảnh hưởng, cái đó, đồng ý. Ảnh hưởng đồng rất ý. Mạnh. Chị càng nói thì hả em không phải là kêu chuyện nó nói, chị nói chuyện rất vui. Đúng. Chị cứ như vậy chị nói đi, nhưng mà hả chị đừng có nên ảnh hưởng bởi cái những cái hả comment mà hả tiêu cực. Đúng. Những cái người mà chửi chị thì hả chị đừng có nên ảnh hưởng, tại vì càng ảnh hưởng là chị càng mất ăn mất ngủ, là nó không có nên, đúng không? Đúng rồi. Mình là giống như nghệ sĩ của tụi em thì hả em có rất là nhiều người hả đâu ai cũng ai cũng ai thích hài tập tiểu đâu. Đúng. Đúng không? Có ai thay hài tập tiểu đâu, nhưng mà có nhiều người rất là thích, có nhiều người khen tới khen lui, nhưng mà cũng có nhiều người hả người ta hả nghi kỵ, người ta ghét. Nên mình quen rồi nên không. Nhưng mà cái vấn đề đây nè là cái chị Hằng nói á, là có những người YouTuber chưa bao giờ biết chị. Chưa bao giờ biết một cái tí gì về chị, nhưng mà nói ra là cũng như là đúng rồi. Ok, có những cái đòn mà coi như là giống như là đòn thù á. Ok, như là thù mà từ truyền kiếp nào đó. Không? Thì mình cũng ngạc nhiên, cái đó là sự thật đúng không? Thì cũng như mình ở đây á, có nhiều người thích và cũng như nhiều Phong nói là nhiều người không thích, nhưng mà người ta wow, giống nói chửi thề, thấy không, thằng này hát như cũng bùi hay cái gì đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy không, mày dẹp đi đúng không, mày hát tao ối, có những cái đó. Tại sao vậy cái đó là chỉ giống như mình ra đòn thù đúng không? Được. mà thật sự ra những cái người đó đâu gặp mình cũng bây giờ không đâu, bây giờ biết Vũ Râu là ai. Đúng rồi. Nhưng mà
Không, nhưng mà bởi vậy cho nên mình phải sống trên dư luận. Mình phải nằm trên nó. Nằm ở trên nó. Nằm đúng ở trên nó. Mình không có nên để nó ảnh hưởng đến dư luận. Đúng rồi. Cũng như tất cả những mọi việc là mình coi như pha, không có chuyện gì xảy ra hết. Đúng không? Tại vì người những cái người đó, cái level á, nó không bằng mình. Mình cứ suy nghĩ vậy đi, là mình sống ok. Đúng không? Tại vì cái level mình nó nằm trên đây, nó cao lắm. Đúng không? Đúng những rồi, cái người mà chửi mình á, cái level nó nằm thấp vậy nè. Hiểu không? Thì tất nhiên là tại sao mình phải đi? Đúng rồi, đúng rồi. Cho nó giảm thọ. Đúng rồi, đúng không? Đó, mình làm cái chuyện mình miễn vui được rồi. Exactly. Đúng không? Đúng rồi, bởi vì chị Hằng ơi, chị Hằng cứ chửi là miễn nhà Hằng rồi, tiền cứ vô là ok. Đâu ok. Tiền nhà Hằng đâu mất khúc nào đâu, đúng không? Đúng. Rồi vô cái đi. Rồi rồi. Ủa mình chưa khui mà. Ờ chưa khui. Trời ơi, khui bằng tay nữa kìa. Hôm nay khui bằng tay. Hôm nay khui. Hả? Cái em này giật hoài. Cái giật hoài hả? Ờ, nó cái dây đó, cái dây nó yếu. Đồ biết khui không ta? Sao cái đầu khui đâu? Nãy có đồ cuối ăn cua được con trai còn lại cua sao? Nhiều, rất là nhiều comment đó này nha. Chắc rồi đấy. Rất là nhiều quá nha. Nhưng mà bây giờ mình trời ơi mẹ ơi cái đồ cuối nằm bển mà không lười. Chị làm khó bản thân. Hello chào các bạn. Hút hút cần không mấy anh không. Không à. Từ chối à không à. Một người Thanh Sư Võ. Thanh Sư Võ nói vũ râu như giang hồn công. Mẹ. Hôm nay mình nói chuyện chơi thì hả không có một cái hãng nào chưa có hãng nào để sponsor nên các bạn đừng rồi, cái này đừng có nhìn cái logo nha. Phải có Handycam sponsor chắc đâu ngồi trong phòng này. Hello, good morning. Good morning Việt Nam. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha các bạn. Hello, hello Hi Pro ở trong YouTube nha. Hello. Hello Epalon rồi thằng này chơi mình nè. Epalon nữa. Epalon. có một cái nick ghê lắm mày. Phát là long. Hello đó, oh, hello. Jesus Christ. Come on. I love you already. Khỏe không? Đây. Yeah, thì đó là có một câu chuyện thì nói là thì bên chị Hằng thì có nhiều bây giờ chị Hằng chửi tất cả mọi người. Ôi trời ơi. Lên chửi tông đông chửi tây chửi nghe chửi chửi Hoài Linh chửi Hồng Vân chửi chửi có ai có chửi anh. Chị nào tới anh? Chửi Vũ hả? Chửi Vũ Râu. Chị nào tới anh? Chửi Vũ Râu. Chị nào tới anh với Vũ Râu? Không anh không có. Anh thì hả? Nói tại mình đâu biết gì đâu chị Hằng mình nói nó mà chửi. Lý do tại sao? Lý do tại sao? Mình không biết gì chị Hằng. Mình không có cái thẩm quyền. Mình không có thẩm quyền. Chị Hằng là phải để chú cụi chửi. Chị Hằng phải để chú cụi. Chị Hằng phải để chú cụi chửi. Mình đâu có là gì vậy mà mình lâu lâu nói câu hay quá rồi tao lại mày. Mình không có quyền gì để chửi chị Hằng. Chị Hằng là phải để chú cụi. Mày mình chỉ mét chú cụi thôi. Lại mày không? Mình chỉ mét chú cụi thôi. Rồi để chú cụi. Phủ Nguyễn hỏi sao video mày Vũ với thầy Phong quảng cáo mì mà nghĩ là quảng cáo casino rồi. Chưa hiểu câu đó. Phong Lê quảng cáo mì thì nói chung là người nào đưa tiền là quảng cáo thôi. Mà công nhận mì xin tư phút ăn ngon thiệt. Đúng không? Tao mì xin tư phút. Ê! Hồi bữa sao thấy anh với ông Vũ ăn cái bản ly mệt gì không kìa chờ cho em hộp ăn thử vậy? Ra ngoài có không? Vẫn còn. Sao kêu bữa kêu hết rồi không có. Phải lùng. Ông Vũ kêu kiếm. No, tao ly rồi. Anh ở đâu ra anh có hộp đó. Anh tưởng cho anh không cho em xin. Tao phải đi vô chợ. Xong rồi tao đi lêu tới cái hàng mì khô. Nhưng mà đúng kiếm. Cái bản biết khô. I know. Nhưng mà không có. Tao mới hỏi thằng Vũ chợ. Tao hỏi nhỏ nó thôi bây giờ mày có đưa ra không? Thì nó rộng. Sao anh biết nó có? Biết, tao nói giống sao á. Giống sao? Ổng có đen. Sao biết mà hỏi, ý là tao thiều ra nói ông mì biết coi đâu, mì của có rồi. Đâu. Ổng có nói em hết rồi. Mày nhìn mặt tao nè. Nói vậy thôi. Nhưng mà bộ hôm trước anh ông Thắng nó không nói cho anh nghe là có ở chợ nào để mình biết mình lại đó mình không hỏi. Tại vì cái số lượng nó rất là ít. Coi như là lúc anh đi là anh cũng không có cái thông tin trước. Anh không chỉ đi đại thôi. Đi đại thôi. Đi vòng vòng hỏi thôi. Đúng rồi. Nhiều hộp đi. Rẻ, 15 đồng à. Hả? Hôm nay không có. Trời ơi mày ơi, hộp mì gói 15 đồng. Holy shit. Mày nói nhỏ tao biết. Thưa quý vị, hôm nay đang một cái livestream tâm sự dân chơi. Hôm nay chúng tôi có một cái, nếu các bạn nào mới vô thì đây là một cái phòng mới mà Phong Lê mới mướn một cái nhà mới để có một cái phòng dư để làm một cái livestream cho quý vị.
Dạ, quý vị thấy đẹp không quý vị? Hôm nay có tím tím xanh xanh vàng vàng, rất là dễ thương nha quý vị. Quý vị nào thích thì cứ hãy theo dõi các bạn nào thương Phong Lê này, hãy nhấn vô một cái nút subscribe theo dõi Phong Lê dùm một cái. Theo dõi Phong Lê YouTube, Phong Lê, Hà Phong Lê và Facebook Hà Phong Lê. Đó. Thì các bạn nhớ đặt vô theo dõi thì Phong Lê cũng ráng làm kịch, ráng lên thêm làm video. Đúng rồi quý vị. Dạ, thì nguyên một tháng vừa rồi đó thì Phong Lê rất là bận. Lần đầu tiên mà hả Phong Lê được anh Hoài Tâm mời viết một cái web drama, tức là 120 trang giấy, kịch bản 120 trang. Căng. Đó là tức là ba tập là có rất là nhiều nghệ sĩ trong đó có anh Hoài Tâm, nói chung là nghệ sĩ ở bên Mỹ anh Hoài Tâm thấy ai tên tuổi nào Hoài Tâm mời vào nghe, và trong đó có sự xuất hiện đặc biệt của anh Vũ Râu nữa đó. Rất là vui quý vị à, rất là hân hạnh được anh Hoài Tâm đẩy cho một cái vai tuy nhỏ nhưng mà chất, gọi là cực chất, chất lắm các bạn. Chất như nước. Đúng rồi, chất như nước cất vậy. Cất. Đó. Ok, hello, chào Việt Trần. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cái livestream của Phong Lê. Hello các idol Phong Lê, Vũ Râu, anh Việt. Ok. Bảo Nguyên. Ok, rồi thì về một cái tiêu đề khác đi. Rồi chị Hằng thì hả, chị Hằng sẽ còn ra nhiều cái video các bạn, còn nhiều lắm quý vị, cái đáng còn dài. Dạ. Yeah. Thì với tất cả tụi em hôm nay không có nói bậy bạ gì chị Hằng, chị ăn được có không, bữa nay không, bữa nay là mình rất là ủng hộ chị Hằng nãy giờ. Mình là nằm giữa, không là mình nằm giữa. Không, chuyện chị Hằng không liên quan tụi em và tôi. Đúng, có liên quan tao. Liên quan. Chị Hằng có đã từng kêu tên Vũ Râu ra. Chết mẹ nữa rồi. Nó. Đã làm sao được. Mình em sợ lắm, đụng với người giàu. Đụng người giàu ở Việt Nam nữa, nên họ giống như là chỉ cần một tiếng nói nhẹ cái gì hả, có mình có khỏi Việt Nam, tại mình đâu quen biết đâu nha, mình một tiếng nói nhẹ thôi khỏi Việt Nam, mình phải tự lượng sức mình đó. Đúng rồi. Nhẹ nhàng thôi. Chị Hằng giàu á thì nghĩ nếu mà chị Hằng giàu như vậy thì chị Hằng sẽ quen biết bao nhiêu người đúng không? Chị Hằng sẽ quen biết ông này ông kia. Chị Hằng nói đây đẩy một tiếng nhẹ thôi lụ lên sổ đỏ liền. Sổ mà lên viết đỏ động dân được bảo tồn mà. Động dân được bảo tồn sắp tiền chủ sẽ làm đâu được động dân sổ đỏ. Động dân trong danh sách đỏ, động dân sách đỏ. Mày nói sổ đỏ tao cứ nghĩ tới là đất đai ở một nơi, nhưng mà em biết anh Phong đang nói là động dân trong sách đỏ. Đúng rồi, sách tiền chủ được như UFO, như UNESCO hả, như bảo tồn công nhận bảo vệ. Đúng rồi, đó là vừa xuống sân bay là có người mời đó. Tại vì hả? Ừ nha. Thôi, bây giờ mình chuyển đề tài đi ha. Chuyển đề tài mình đi. Đưa qua cái đề tài dịch. Đúng rồi, giờ này dịch ở Việt Nam sao quý vị? Không biết là Phong này có gia đình ở Việt Nam nên cũng hỏi, nhưng mà hỏi nó cũng bình thường này. Không biết là ở Việt Nam sao, có bị lockdown hay gì không anh Dũng? Giống như là theo mình nhốt ở nhà hay gì không? Có, không phải là ở bên Việt Nam bây giờ, hiện tại bây giờ cái dịch nó đang bùng phát và những cái con miễn cái biến thể mới nó tràn vô, thì giống như là biến thể từ bên Anh nè, Ấn Độ nè, bây giờ Ấn Độ là cái nước bị nặng nhất, là dẫn đầu thế giới, bây giờ là chết rồi đủ thứ chuyện hết. Dạ, tao nghe là trước cái dịch này nó còn đi một cái buổi tiệc gì hả, có mấy cái đó là triệu dân đi xuống. Đúng rồi, đúng rồi, cái đó là một tắm cái ở sông Hằng 4 năm một lần. Đi tắm ở sông Hằng nó xảy ra ở Ấn Độ 4 năm một lần, thì những cái người Ấn Độ người ta tin rằng khi mà người ta trong một đời con người phải tới cho được bằng được tới cái sông Hằng đó để mà trầm mình xuống để tắm. Phải cởi chu một tắm. Có cởi chu không? Có. Thì nó mới sạch sẽ được. Thằng này vô văn hóa nữa. Chứ sự thật. Anh xong. Nói là tin. Xong rồi thì ngay sau cái buổi lễ tắm ở sông Hằng đó thì là người dân Ấn Độ lãnh đủ. Lãnh trọn. Anh thấy mà hình quá trời người. Trời ra dân chết rất là nhiều, chết rất là nhiều các bạn. Mình nói thật á là mình cũng hướng lòng tới Ấn Độ. Tại vì và nó kết thúc và vào cũng mới đây thôi thì chết cũng nhiều. Phong biết rồi đúng không? Thì mình ở Mỹ đây là 50 tiểu bang. Ở California của mình là chết cũng rất là khá đó.
Đó, thì mình mới vừa ra khỏi thôi. Yeah. Bây giờ mới có mở chút xíu thôi, nhưng mà tại cái vấn đề Mỹ, tại sao Mỹ bị nặng? Tại vì mình biết rồi đúng không? Mỹ là một cái xứ tự do. Mỗi người đều có một cái tự do riêng của cá nhân. Ngay cả khi mà nhà nước ra cái chỉ thị là các bạn ra đường phải mang mặt nạ, các bạn vô trong Van Mass, vô trong cái những cái food store hay những cái department, cái tiệm á, các bạn phải có cái mặt nạ. Khi các bạn bước lên xe bus, các bạn phải có cái mặt nạ thì nó mới chở các bạn. Người ta lại không có tuân theo. Người ta nói cái đó quyền tự do của tao. Tao cũng mang cái giáp. Rồi có người đi ra ngoài xe mở cái trân lên, xách hàng nóng vô bắn. Có không? Có. Chứ bạn khác chứ không phải đây. Thì mình có những cái vấn đề xài súng mà mày thoải mái thôi, thoải mái thôi, không thích thì vô nghĩa thôi. Thì ở bên Việt Nam hiện giờ bên Việt Nam đang đất ở bị nặng nhất hình như ở mé ngoài Bắc. Đà Nẵng bị nặng như Đà Nẵng hay từ ngoài đó đi ra Đà Nẵng hay Phòng, trong miền Nam hình như có 1-2 ca Đà Nẵng nghe nói Đà Nẵng có bị khóa ở nhà không hay là... Thì khi mà giả tỷ như bây giờ hôm qua mình mới coi một clip của một cái YouTuber bên Việt Nam, thì giống như là bây giờ ở bên Việt Nam á, người ta phát hiện một ca thôi, một người bị Covid, thì là cái người đó ở trong cái khu phố đó, thường mình nhớ không Phong, yeah, ở trước đấy là khu phố văn hóa gì, yeah, đó, khu phố văn hóa. Hẻm số mấy vậy đó, những cái khu thì... nhưng mà vẫn vui là những khu tồi tàn nhất là những cái khu văn hóa và giang hồ ở đó không? Giang hồ, đúng rồi. Vậy là hồi đó anh Phong có được ở khu văn hóa không? Khu không, phố văn hóa. Anh ở khu ghê hơn. Anh không có được cửa để ở khu phố văn hóa. Không, anh ở chung cư rồi. Em ở khu phố văn hóa, em rất là văn hóa. Nhưng mà tại sao mày mất văn hóa từ nãy giờ vậy? Vậy em văn hóa cực kỳ, anh nói gì? Em là ở khu phố văn hóa từ nhỏ tới lớn, em cực kỳ văn hóa. Rồi thì người ta sẽ cho công an xuống lóc đầu này, lóc đầu nọ, đúng không? Lóc hai cái đường đi ra vô, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Khi mà ở trong nó đói, gọi ra ngoài, rapper nó đem đồ ăn tới. Dạ. Thì chỉ cần đưa vô thôi là nói là cái đồ ăn này của ai, cái căn hộ là trong cái khu đó thôi. Nguyên một cái khu đó. Thí dụ người nào bị là nó là nhốt được một khu. Nguyên một khu. Thì tất nhiên là sau khi cái dịch đó, là cái thằng mà bị Covid đó, là bị nguyên cái khu đó đánh chết. Đánh chết luôn rồi. Giờ làm gà sao làm đi mà đợi tới sau dịch lận, đáng lẽ đánh nó trong dịch luôn đi. Làm gà từ xa, làm gà từ xa làm gà online, làm bây giờ là chuyển sang làm gà online đúng không? Làm gà online. Hello, cô chào các bạn. Thì có mạng yếu quá Phong ơi. Làm sao? Cái này là phải upgrade lâu mạng lâu. Ý là người khán giả nhắc nhở chào là phải nha. Upgrade mạng lên, đừng có xài cái mạng chip. Ờ, upgrade rồi đó. Upgrade rồi. Upgrade chạy yếu hả? Thiệt không? Mic lớn lên anh Phong. Cách ly theo cô Dũng, thank you cô Dũng nha. Cho mình biết cái cách ly theo khu, đúng rồi. Đúng rồi, khu thì chạy như anh Dũng nói. Là cách ly theo khu đó. Theo khu phố đó. Rồi We Me Game nói là dịch từ tiếng Anh, thì mặt nạ là khẩu trang. Đúng rồi, đúng rồi, khẩu trang. Còn gì nữa không? Còn ai có thắc mắc gì nữa không ta? Nhưng mà nói chung ra đó là cái khu của mình với Phong Lê với lại Việt Hình ở đó, hiện tại bây giờ đó là đã bước qua cái gạch vàng. Tại vì ở bên Mỹ này nó chia ra là bốn cái màu. Cái màu mà nặng nhất là màu tím. Rồi cái màu nặng thứ nhì á là dưới một cái gạch tím là màu đỏ. Xong rồi tới màu cam. Rồi mới tới màu vàng. Đúng rồi, tức là thì mình chia ra ví dụ như là state of emergency, tức là giống như là nguy hiểm, cái độ nguy cấp á. Độ nguy cấp, đúng rồi, cái độ nguy cấp thì hả, nó tính theo màu. Đúng rồi. Đúng không? Cái độ màu tím là nặng nhất. Màu tím là nặng nhất, sau đó đến tới màu đỏ. Màu đỏ. Rồi mới tới màu cam. Mới màu cam. Rồi màu vàng. Mình bây giờ hiện tại là màu vàng. Mình bây giờ màu vàng là mình cũng đỡ. Là cuối cùng rồi. Bây giờ là hình như là vô tiệm vẫn còn đeo mặt nạ. Vẫn đem. Nhưng mà ngày 15 tháng 6 tới là dỡ hết rồi. 15 tháng 6 bây giờ chưa? Là mở lại hết tất cả. Đúng, vô là, full capacity. Là nghe nói tổng thống chuẩn bị bãi bỏ không cần đeo mặt nạ nữa. Đúng rồi, nhưng mà thằng nào mang mặt nạ là sau khi ban lệnh, thằng nào mang mặt nạ là bị bắt. Sáu mày là đá. Nãy tao mệt với mày lắm rồi. Okay. Rồi. Thì Phong nếu mà nghĩ là nếu mà sau khi cái này thì em nghĩ là cũng
vẫn còn rất là nhiều người vẫn đeo mặt nạ. Bây giờ cái mặt nạ sẽ là một cái gọi là một cái phong tục tập hóa. Tập quán, sẽ là cái thói quen luôn. Đúng rồi, tại hồi đó là Mỹ nó không có. Ở Việt Nam thì cái chuyện đeo mặt nạ khẩu trang mà ra đường là cái chuyện đó là ai cũng làm. Ai nhìn vô nó bình thường. Không, ở Việt Nam thì người ta ra đường tại bụi quá, nhưng mà bây giờ trở đi là Mỹ nó sẽ mọi người sẽ ráng sẽ đeo mặt nạ chứ kêu tháo rồi chứ cũng ít ai tháo luôn. Dạ. Ba bên nghĩ là cái mạng ở bên Việt Nam á. À, cái mạng mạng bên Việt Nam á. Phong cách đấy. Tập hóa ok. Tập hóa là gì? Phong tập hóa này là gì? Tấn Trung nói gì? Anh Vũ là gì? Ô dân chơi. Ô dân chơi. Có nghĩa là dịch ra tiếng Việt là gì? Old school. Sai. Dân chơi chế độ cũ. Anh dân chơi chế độ cũ. Tại nào nó nói anh Vũ là OG. Dân chơi chế độ cũ, dân chơi chế độ cũ. Tóm chung đó là anh Vũ là ô dân chơi. Thì dịch ra tiếng Việt là giang hồ chế độ cũ. Dân chơi chế độ cũ. Dân chơi chế độ cũ. Chế độ cũ, chế độ cũ đó, dân chơi chế độ cũ đó. À, không biết là các bạn biết không? Bây giờ mình tâm sự với anh Vũ Râu đi. Là anh Vũ Râu từ khi nào mà anh bắt đầu hả mặc đồ hả giang hồ? Từ khi nào hả? Ờ, đẹp, mặc đồ sang mày thấy không? Hồi đó mà có thấy anh Vũ Râu chưa? Hồi đó. Đâu có, hồi đó chưa có thằng nào thấy tao hết. Đâu, giờ đưa hình của anh lên camera cho khán giả. Mà từ khi nào mà anh Vũ là lúc nào ra đường cũng mặc đồ sang trọng, đẹp đẽ, lên video lúc nào cũng hả đẹp. Bốn bảy như vậy. Ừ, từ khi sắm được vợ thứ hai. nói giỡn chứ cái phong cách của mình vậy này, mới nè. Không cũng lâu rồi. Lâu hả? Lâu rồi. Có không? Lâu rồi. Tại vì mình khi mà mình bắt đầu không. Từ hồi Tống Quỳnh á. Từ khi mà mình gia nhập với nghệ sĩ làm movie á, là cũng là điện ảnh nha, điện ảnh là Phong. Là từ khi gặp Phong, yeah. À, là khi mình gia nhập cái giới showbiz đó, là bắt đầu là mình phải upgrade, mình phải nâng cấp hình ảnh, nâng cấp lên chút xíu. Yeah. Tại sao các bạn biết không? Tại vì cái khi mà mình bước ra đường á, là thường thường là mình hay gặp những cái fan của mình ở ngoài đường. Thì nhiều khi mình vô tình thôi, mà mình ăn mặc lâu thôi lết hết quá đó, yeah. Thì fan cái nói tự nhiên nói xin chụp hình cái, yeah. Thì nó kỳ quá, yeah. Đúng không? Mình nhìn như y như cái thằng ăn mày đó, đâu được, yeah. Yeah. Mình nhìn còn đuối hơn fan, làm nền cho ông fan. Mà em khác nha, dạo này em xuống cấp chậm chậm luôn đó. Dạo này em ra đường em mặc như đường như ăn xin vậy đó. Dạo này gì lâu rồi cha ơi. Mày dạo này nó làm như mới đây. Lâu rồi, lâu rồi cha ơi. Từ hồi mà hình như là từ lúc mà anh quen Minh Đì á. Anh này lấy ăn đòn. Đúng vậy, từ khi quen Minh Đì mà chuẩn bị ký vợ rồi đó, là lúc mà bỏ hát nhạc á, là coi như là từ một rapper đi rap các casino vũ trường là bây giờ phải lui về giường hút cứt chó. Đúng thiệt luôn, đúng hút cái hai con hai con. Hey, I'm just keeping it real bro. Giống như bây giờ dạo này là hả không có mua quần áo mới luôn đó, không có mua quần áo mới luôn á, thì hả nhưng mà sao đâu quần xem có mua quần mới không, nhưng mà tại vì có thể là quần xem mà quần cũ rồi vậy chứ, có thể là Phong Lê đã đổi từ hồi đó là Phong Lê hát nhạc rap, Phong Lê hát nhạc rap nên làm ca sĩ nên phải đi này đi kia nên lúc nào phải mua đồ mới, mua mặc đồ mới, đầu tóc rồi chải láng con rồi giống như là phải rất là chân diện, nhưng mà dạo này em đổi qua đạo diễn. Đạo diễn với kịch bản nên mình không cần phải, nói chung là bước ra đường mặc cái gì, lụm thấy cái gì trong tủ mà hả thoải mái nhất là sọt vô. Cái đôi giày em vậy, đôi giày em có giày bây giờ cũng vậy, em bây giờ mang giống như mang giày đẹp, mà em chỉ cần cái giày nó thoải mái nhất, em làm bước vô mang là nhanh nhất, là bước ra đường nhanh nhất. Phong Lê bước ra đường 5 phút. Tao để mày không cột giày luôn, không cột giày luôn. Tại vì cái đó tao thấy rất là lấy làm khó chịu. Vậy là mang dài là còn xiên rồi đó. Em mang dép không? Thọt á đi thôi. Không, nhưng mà việc đi bán nhà nên việc nó vẫn mặc đồ đẹp. Đẹp đâu, em mặc đồ đẹp nào.
Thiệt luôn hả? Mày bán nhà em thấy bình thường em mặc đồ bèo nhèo. Mày bán nhà mày phải mày em ra được đúng thì đúng là vậy nhưng mà em lúc gặp khách thôi. Còn lúc ngồi làm việc ở nhà. Lúc ngồi làm việc ở nhà thì tao mặc quần xà lỏng. Cho thoải mái. Mẹ giờ đang mặc quần xà lỏng nè. Mặc quần xà lỏng. Trời ơi cho mấy. Ê có ai hỏi gì tao đây? Có ai hỏi gì nè? Phương Trần. Hỏi anh Vũ bao nhiêu tuổi rồi mà nhìn phong độ vậy? Ồ, cái này hơi cái này đụng tới bí mật quốc gia đó. cái này là bí mật vô cùng không có thể nào mình nói được khai cái tuổi thật ra khai tuổi té ghế mẹ nó. Nhưng mà anh thấy vì tổ quốc, anh thấy vì đồng bào anh nói đi. Ủa thôi. Đáng lẽ là anh càng phải nên khai. Đáng lẽ anh càng phải nên khai. Không nhưng mà các bạn tại vì các bạn biết rồi, nãy giờ thành nãy giờ mình gọi thằng Việt Hình ấy là con, nó kêu mình thằng ba, là biết mình già lắm ấy. Mà anh Vũ lúc nào cũng trẻ, nhìn càng ngày càng trẻ, Vũ cũng hay. Mặc dù là để râu, trẻ ngầu quá. Giờ không biết anh Vũ mà không có cái râu thì nhìn trẻ rồi. Trẻ lắm luôn. Đâu mà tao cạo hết. Không, người ta thôi, tao cạo hết. Anh Vũ cạo hết ra đường không biết anh Vũ là ai đó. Mẹ tao vô chó cắn. Chó cắn phải vô nhìn không ra. Thành Bùi Văn thì hỏi anh Vũ giờ này liệu có lái được trực thăng không? Ủa lái máy bay luôn chứ ở máy bay đầm già. Máy bay thả bơm. Bơm. Chứ mình có bằng lái máy bay mà. Bằng mấy chục năm luôn rồi. Nè trực thăng là chuyện đồ bỏ. Phi công là kinh nghiệm luôn. Anh Phong cái gì đó. Anh Phong có bầu cử để thể hiện tinh thần yêu nước không? Tinh thần yêu nước không? Ủa? Không bầu bên Việt Nam hả? Đâu bên này mình không có động tới. Bên Mỹ thì cũng có bầu cử chứ. Có bên Mỹ có bầu cử. Cái này mình nghĩ rằng là mấy người này ở bên Việt Nam đang bầu cử quốc hội. Đúng rồi, giờ bên Việt Nam giờ đang bầu cử. Cái đó mình không liên quan, tại mình không có không có còn không biết. Không biết em có còn quốc tịch Việt Nam không ta? Không. Em còn quốc tịch Việt Nam, tất cả mọi người ở đây mình sống ở đây bao nhiêu năm vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Để mình nói luôn cho các bạn nghe nha. Cái luật của Việt Nam á là khi các bạn sinh ở Việt Nam, các bạn là người Việt, quốc tịch Việt Nam. Mặc dầu các bạn ra khỏi nước Việt Nam, các bạn sống ở nước Mỹ, chẳng hạn như mình, Phong Lê và Việt Hình đây. Sống ở nước Mỹ 3, 4, 50 năm, mình vẫn là song tịch. Nhớ nha. Song tịch. Mình gọi là song tịch. Là mình vừa có quốc tịch Việt Nam, vẫn còn quốc tịch Việt Nam và mình vẫn... Phải không? Đó. Có không? Có. Nhưng mà tại sao nhiều người về đây, vẫn phải xin visa? No, that's why mình nói cho nghe. Chỉ trừ khi nào mà mình hay là Phong Lê hay là Việt Hình làm một cái đơn gửi cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Xin gọi là cái đó gọi là cái gì? Nhập lại tịch. Bỏ quốc tịch Việt Nam. Xin bỏ. Thì Thủ tướng Chính phủ mới duyệt coi có cho cái người này bỏ quốc tịch Việt Nam hay không. Đó, thì khi mà các bạn được bỏ quốc tịch Việt Nam rồi thì các bạn mới nói là mình là quốc tịch mấy. Tròn, chứ mình không bây giờ hiện giờ Phong Lê vẫn là song tịch, mình vẫn là song tịch. Thành thử ra khi mà các bạn giống như mình hay là Phong Lê hay là hình về Việt Nam mà mình phạm tội gì đó, ok, mình làm bất cứ gì á mà phạm tội Việt Nam, Việt Nam vẫn xử mình theo luật Việt Nam, là công dân Việt Nam. Cái đó là mình là người bị lỗ. Nhưng xử là xử. Mỹ vẫn có quyền can thiệp. Vẫn có tại quyền vì can thiệp. Mình đã giác mình một nửa Việt Nam và một nửa Mỹ. Nhưng mà nếu mà giết người cái Mỹ chơi thua cái hai cái mẹ mày đúng không? Thua cái mẹ mày. Tại sao anh chửi thề vậy anh Phong? Không, chửi mẹ không phải chửi thề nha. Mày bậy. Em nhắc nhở thôi. Nhắc nhở. Mất tiền. Chửi thề không được đâu nha. Thì các bạn ơi hãy nhớ ráng theo dõi kênh Hài Phong Lê nha. Các bạn trên YouTube Hài Phong Lê và Facebook Hài Phong Lê giúp giùm Phong Lê nha. Tại vì Facebook có 200.000 người. Cung Long Lê, hello Long Lê. Thì 200.000 người. Tại nói của Hằng hoài. Thì phải nói chuyện không. Chuyện vậy đó. Hâm mộ con Hằng quá. Bây giờ nếu mà các bạn muốn nghe có vấn đề gì. Hâm mộ lớn. Các bạn muốn thì nghe người ta thích nghe những cái vấn đề ở Mỹ. Cái gì đó kinh nghiệm sống cuộc sống ở Mỹ như thế nào. Anh kể cho người ta nghe. Mình cảm ơn Nguyên Bảo Nguyên nha.
Nguyên nói nhờ anh Vũ mới biết thêm về luật. Không, tại vì mình thật sự là mình tìm hiểu về cái luật Việt Nam cũng nhiều. Tại vì mình là cái người con dân của Việt, đúng không? Mình sinh ra tại Việt Nam thì mình cũng phải nên tìm hiểu về Việt Nam. Dạ, yeah, đúng rồi. Đúng không? Đúng, tại vì mình không có thể mà mượn gốc được hết. Đúng cái rồi, đúng cái rồi. Gốc của mình là người Việt. Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah. Thành là mình lúc nào mình cũng trong tim của mình là mình là người Việt. Dạ. Yeah, yeah, đúng không? Yeah, yeah. Chứ mình không thể nào mà mình quên cái nguồn gọi của mình được. Tấn Trung muốn hỏi nghe, muốn nghe về gái nè. Bây giờ anh kể cho nghe về gái ở Mỹ được. Ví dụ như ở bên Việt Nam, bảo đảm là cái culture mà đi cua gái bên Việt Nam, nó cái cách mình cua một cô gái bên Việt Nam bảo đảm nó khác với anh cua gái Mỹ chứ. Ngay cả con gái Việt Nam ở Mỹ luôn. Cái cách của một con người con gái ở đây nó khác với anh bển. Thì anh cua gái ở đây làm sao? Ví dụ như hồi đó anh đi vũ trường đồ, cái đó anh còn tùy. Có những cái gì mà ở đây anh dám làm mà bên Việt Nam anh đi anh không. Cái đó còn tùy mày, ý mày muốn là người bản xứ là cái là Mỹ Đăng hay là người không thì em đâu biết đâu, nói chung là chỉ là mày có giữa thì cái văn hóa ở đây thôi. Anh sống ở đây, anh đã từng sống với Mỹ trắng Mỹ đen này nọ, anh thấy những cái gì thấy gì thì không vậy. Ừ, không lên sao đâu, không lên đừng hỏi thái gài đâu, mình đi gài thái gài không lên hết thời, tại vì nó có công thôi, hết thời rồi. Tao nói câu thôi. Yeah. Mình vai vào nhà đi em. Mình vai vào nhà. Xong cái còn mày muốn nghe câu nữa không? Câu thứ hai biết tao nói gì không? Sao? Mình dịch xã giao đi em. Rắn quá vậy. Oh my god. Gắt. À. Mày cũng nhờ những câu đó mà tao đi ăn bạc tai hoài. Thì nói chung là theo Phong Lê suy nghĩ mà cô gái bên Mỹ á, thì qua cái kinh nghiệm đã trên từ năm 16 tuổi bắt đầu học cua gái cho đến bây giờ thì qua 16 tuổi bắt đầu học cua hả cha? 16 tuổi bắt đầu yêu, mới yêu, mới đầu lần đầu tiên nắm tay một người con gái. Có đúng không? Lần đầu nắm cảm giác như cảm giác rất là sung sướng. Nhưng mà lúc mà chuẩn bị nắm cái lần đầu đó đã không muốn nắm mấy không? Chờ được nắm. Nghĩa là hôm đó là đi trong cái những cái trường á, những cái trường á có những học sinh mà người Á Châu á bắt đầu đi gặp nhau ở đi một cái buổi meeting. Không phần thì giống như chơi một cái trò chơi thì tất cả mọi người nắm tay nhau. Nắm tay nhau rồi hả, xong rồi ông kia ông lấy cái điện á. Đó, ông mới hả quấn một góc cầm một đứa, cầm tay xong bắt đầu hả em tình cờ nắm một cái tay một cái cô kia ở cái trường. Ở một cái trường trường khác, xong nắm tay vô, xong lúc mà ông kéo dây xong điện giật chạy vòng tròn nắm. Nhưng tay. Mà cái tay, nhưng mà cái cô đó có phải là crush của anh không? Anh có thích cái là cái là người... một cô gái random bữa đó không, được nắm không, thôi. Một người random, một người tình cờ gặp mà sau đó mới hả đi hả tìm hiểu và dò tha dò. Gì kỳ vậy? Tự nhiên một người tình cờ gặp mà không có gì hết rồi, trước khi nắm là không có cảm tình gì với ta. Không, tự nhiên nắm xong cái đi truy tìm ta vậy. Mày nghĩ thôi, mày nghĩ thôi, tự nhiên đang được nắm thân người đẹp sung sướng quá. Thấy không? Nắm mà có đẹp không? Hả? Hồi có đó, đẹp không? Hồi đó đẹp. Bây giờ không biết nhưng mà bây giờ không phải tại. Nhưng mà nếu mà đẹp tại sao không thích trước khi nắm? Mà phải đợi nắm rồi thì mới không biết, tự nhiên thí dụ mà đi nguyên đám nguyên lên xong tất cả mọi người đi nắm xong nắm tay mà nhìn qua thấy tay nó mềm mà xong nhìn qua thấy hết hồn, thấy dễ thương quá, tại lần đầu tiên thích gái mà lần đầu tiên. Rồi có đi thay quần không? Hả? Không đi thay quần à? Hả? Có người hỏi anh Vũ mất chinh hồn mấy tuổi? Hả? Hả? Anh Vũ mất chinh hồn bao nhiêu tuổi vậy? Trời ơi, anh Vũ có nhớ không? Anh Vũ khai thiệt cho mọi người nghe đi. Cái vụ này hơi gắt á. Cởi có sao kể kinh nghiệm cho đàn em nghe. Cái này hình như là tao bị. Nhưng mà mấy thằng cha già dê, mấy thằng cha già dê này coi vậy tưởng vậy thôi chứ bảo đã mất chinh rất là trễ. Mày lại vô văn hóa này. Rồi mày, mày làm tao thiệt nhớ là cái câu là mày có biết bố mày là ai không? Dạ không, giờ bố có thể kể cho con nghe bố đã từng là ai nữa. Nó no, cái vụ đó hình như là mình hơi bị hơi sớm á. Hơi sớm luôn hả? Ừ, quá sớm luôn. Rồi là lúc đó mấy tuổi xảy ra như thế nào? Hình như là đâu cái khúc cỡ 14 hay sao á. Ghê vậy. Ừ, xưa lắm rồi. Em 18 tuổi mới xưa, mất. Nhưng mà 14 tuổi chưa mở mắt nữa mà cha. Bởi vì mới khổ. Trời ơi, mắt chưa mở rồi mất. Kỳ vậy. Mười bốn mở vẫn chơi hoài mắt mở như mắt dương không tiện. Không phải có anh tại anh Vũ dọc sớm
Anh Vũ kéo cái da xuống rồi vậy nó mới mở anh mắt. Vũ tự banh mắt nha, tự banh mắt mà à, đù. Bây giờ tụi bay trên bàn này tụi bay nói gì cái gì vậy? Tự banh mắt mà mắt chứ muốn mở mà anh Vũ bắt nó phải mở. Nói chung là nó bây giờ mình đâu nói chuyện về cô gái thì Phong theo Phong Lê nghĩ là cô gái là mỗi con gái nó đến một lứa tuổi á nó sẽ thích một cái thứ khác nhau. Đúng không? Đúng. Những đứa con gái mà 13, 14 giống như là 10, 16 tuổi đến 20 tuổi đi. Nó chỉ cần thích cái gì? Nó chỉ cần thích đẹp trai, thích có xe chở em đi chơi. Cái đó là mình đang nói là bên Mỹ là những đứa trẻ chỉ cần thích đi chơi. Chỉ cần thích được ra đường có người chở đi chơi là nó sẽ thích. Thằng nào muốn cô gái có chiếc xe là được. Cỡ tuổi đó chỉ cần có chiếc xe thôi, không cần xe xịn. Xe ok thôi. Miễn là tối anh được rồi. Miễn là hả? Miễn là có cái nút, cái nút là mở cái máy đề ba. Là chở đi chơi là nó thích rồi. Nhưng mà sau khi đó là khi một con gái từ hả đại học nó trở lên bắt đầu nó thích cái gì? Nó thích cái gì vậy? Nhà. Không, chưa tới giờ nữa. Nhà là bây giờ giống như bên đây nè. Từ 20 cho 22 đi. Từ 22 đến 25. Từ 22 đến 25 là cái gì? Nó thích đi vũ trường. À. Thích đi vũ trường, thích tiền, thằng nào mà sẽ xài nhiều tiền. Thằng nào xài nhiều tiền cho nó. Thằng nào mua cho cái này mua nó cái kia cho sống cuộc sống xa hoa để nó chụp hình cái chụp hình đó, sống chụp ảo hình, sống ăn ảo. Nhà hàng sang ăn nhà hàng sang đúng rồi tại vì hồi đó là chỉ cần đi chơi xài thôi xài đồ hiệu mà đúng rồi tại quen mấy thằng mà học trong hồi đó là quen mấy thằng kia là nó tại trước kia là chỉ bèo đi ăn phở này nọ cái này tiến hóa lên là những thằng nào dắt đi ăn sushi có một cái gì đó mới đúng rồi đi ăn sushi nói chung là cho nó cuộc sống giống như một cái nơi chưa từng được đến đến thiên đó. Chốn thiên bồng đúng rồi như là đường Tôn Ngộ Không vẫn là đang với Ngọc Hoàng cho ăn cái sushi càng hấp rồi đúng không đâu cho hút xì gà gân rồi khoảng chừng từ 27 cho đến 30, 35 em nó thích cái gì từ 37, 25 là nó không thích những thằng nào mà hả bung giống như là hả bung tiền số hàng ra nữa nhưng mà thích thằng nào có nhà có nhà đúng rồi có thích, sân, có ngày có sự có nghiệp một cái công lớn có một cái thu nhập lớn chứ những cái thằng mà chủ hồi, cả chứ những cái thằng mà hồi đó nó thích đó là những cái thằng mà nó chơi xài tiền nhiều thật sự mà hả đi làm có như đó mà xài tiền nhiều thì nhưng mà tiền hả nó cũng nhưng không, mà thật không có để dành tiền đó, đúng không không có để dành thì nó sẽ ăn xài nó sẽ ăn hết của thằng này rồi đó là nó qua thằng khác thằng những cái thằng nào mà không đi chơi lo đi học đúng rồi phải tiến hóa những cái thằng mà để dành tiền mà không mà để mà không 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 có cơ hội để hút nó đó thì bắt đầu là nó sẽ qua đó à cái thằng này không bữa không giờ không hút mà nó để dành tiền bây giờ thằng này hết tiền rồi thằng này bung tiền dữ quá thì nó sẽ qua cái thằng thứ hai là cái thằng bắt đầu là từ 27 tuổi trở lên đến 35 nó sẽ kiếm những thằng nào mà có nhà có cửa đúng không có nhà có cửa có sự nghiệp có sự nghiệp giống như là làm ví dụ như làm lương gấp 4 lần người ta có thể tại sao tại vì thứ nhất 4 lần người ta một như là phần 1 á là trả tiền nhà phần 2 á đã trả tiền cho nó phần 3 là thằng này là có thể là trả tiền cho con nữa đúng không tại vì nó bị mấy anh kia quất có bầu đúng không đúng rồi đâu hai mấy tuổi là quất có bầu hết rồi không lẽ hay quá cảnh chỉ được cái thực tế cái gì với vấn đề này anh Phong là phân tích cực kỳ rõ ràng vậy là nói về kết luận nè nói chung rằng á kìa có người nói là Phong Lê đại ca nói quá chuẩn bây giờ nói chung là đàn ông con trai bây giờ á không có tiền không có sự nghiệp đúng không là đàn bà con gái nó chơi xong nó bỏ chơi trời ơi thì vậy luôn hả mình giống như món hàng rẻ tiền qua đường đúng rồi ráng cẩn thận
Sao, sao anh em nhanh lên cẩn thận, sao không đứa nào chịu chơi em qua đường bỏ em giùm bị quậy em thích. Nó xong rồi nó nói anh không có sự nghiệp, anh không có tiền bạc gì hết. Vậy là ngày mai mình phải mặc đồ ăn mày rồi, vậy thì gái nó mới chịu chơi mình một lần, xong nó quên mình luôn. Nó nghỉ em quên anh nữa, hãy xài anh một cái vẻ quá. Rồi rồi, sau khi sau mới 35 tuổi, 35 tuổi cho đến 45 tuổi là cái phần đó của anh Vũ, phải hỏi anh Vũ. Những cái đó bây là giờ chỉ... anh Phong chỉ mới tới 35 tuổi thôi. Em chỉ mới 36 tuổi thì anh chỉ biết đến đó. 45 này nắp phải không? Không, đó là bao chừng 30 giống như là 40 trở lên. Đứng tuổi rồi đúng không? Đứng tuổi trở lên thì sao? Nó như thế nào? Đứng tuổi như thế nào hả? Thì lúc đó cái tuổi nó sẽ coi như là hồi xuân. Hồi có luôn hả? Sao không biết hay vậy cha? Xin lỗi. Sao? Lúc đó là mấy bà mới đi kiếm phi công. Đúng vậy. Tại sao? Tại vì lúc đó mấy bà đã có, anh hiểu không? Nghĩa là đã quen cái thằng mà có sự nghiệp, có nhà cửa hay nào không? Bắt đầu mấy bà mới đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết rồi, bắt đầu mới. Bây giờ cần một cái gì đó mới mẻ. Bắt đầu mới ly dị. ly dị lấy cái nhà đó, giống như vụ Bill Gates với lại cha Amazon đó, lấy cái nhà nữa. Lấy cái nhà đó và cái thằng mà hốt hụi cuối á, hốt hụi cuối mà xong bây giờ phải trả tiền cho bà này, trả tiền cho nhỏ này, và sau đó nó sẽ đi kiếm những người phi công trẻ. Bây giờ tiền đã có thì cần tình, chỉ cần tình thôi. Bởi vì mấy em nào khoảng chừng mấy em trai nào khoảng chừng 20 đến 25, 26 gì đó. Đó thì mấy chị đó sẽ săn đón mấy em đó. Đó. Bởi vì mà phải có gọi, nó gọi là má đường mấy chị sẽ săn đón mấy em đó. Tại vì mấy sáu, tại vì mấy cái tuổi đó mà tuổi đó mấy em đó là hả cày hùng hục. Nó cày hùng hục. Chứ những cái thằng mà 35 tuổi như em mà 15 phút mệt. Nhưng anh Vũ đây thì chắc một tháng được một lần. Ê không, chắc không tới. Tao mới vừa mở miệng. Ê, cái lúc này em khen á. Lại một lần nữa tao hỏi mày biết bố mày là ai không? Dạ không, bố có thể nói cho con nghe bố là ai được nha. Con xin lỗi mày. Bố. Bố. Bởi vậy mấy em muốn cô gái thì mấy em mới coi độ tuổi của người ta, đúng không? Đúng rồi, nó phải thuộc vào cái không biết người ta cần cái gì. Và thứ hai là biết mình phải có cái gì. Thí dụ mình có tiền, thế mình chỉ có chiếc xe thôi, mình chỉ có chiếc xe, mình có một tí xíu tiền thì mình cua mấy em nhỏ chở đi chơi là nó thích. Đó, đúng không? Phải biết cái độ tuổi rồi nó cần cái gì. Đó, nó cần cái gì. Và thí dụ mình có tiền, mình muốn đi vũ trường này nọ, đi bar này nọ đó, thì quen mấy em ở chừng 21 đến 25, 26 đó. Khi mà mình đã có nhà rồi thì quen mấy em là chững chạc hơn tí xíu đó. Sao đã, rồi còn mà khi mà mình không có con mẹ gì hết, nhưng mà ví dụ mình chỉ có mình không có nhưng, cái gì hết, mình chỉ có mình củ, mình chỉ có củ khoai thôi, củ khoai và mình làm nhanh mà làm dai á, làm siêng năng. Anh nông dân trồng khoai rất là siêng năng. thì mình sẽ kiếm mấy mình không có tiền mà đâu có gái. Đúng rồi, mình phải đi cuốc ngõ ở sân người khác. Nãy giờ không có một tiếng tục nào hết. Không ai nói tục. Rất là văn hóa. Rất là văn hóa. Nhật kỳ văn hóa. Thì đó, bởi vậy mấy bạn hãy nhìn vào mấy bạn đang ở độ tuổi nào và mấy bạn hả có những cái gì thì mấy bạn cô gái thay như vậy đó. Còn mà hồi nãy anh Phong nói là nếu mà mình không có cái khỉ gì hết thì hả? Nãy anh nói mình không có con me gì hết. Mình không có con khỉ gì hết nhưng mà mình tự xử. Mình không có con khỉ gì hết nhưng mà mình cũng không sắc đẹp luôn. Mình cũng không có sắc đẹp luôn thì mình không biết. Mình còn chỉ năm. Thôi, tao mới nói rồi, mình còn không sắc đẹp. Mình không có cái gì hết, còn chỉ năm. Mẹ gì hết thì không. Là mình tự xử. Không có. Chỉ có, năm, có chứ. Có rất là nhiều người. Có rất là nhiều người ta không có hả, có những nhiều cô gái không có sắc đẹp. Người ta cần tình thương. Đúng không? Tới mình không có gì thì mình phải bắt buộc mình phải đi vô cái con đường đó. Đó là thí dụ mình đi vũ trường mà có một con nhỏ đẹp thật đẹp thì có một con nhỏ xấu thì xấu đứng kế bên. Thì mình phải đi, lúc nào cũng vậy thì mình biết cái cửa đó, mình gõ. Mình biết cái cửa nào mình gõ, đúng không? Mình phải gõ đúng cửa. Phải gõ đúng cửa. Anh Phong luôn luôn tin vào điều này. Anh Phong không có tin vào cái chuyện mà cổ tích.
tự nhiên có một cái thằng gọi là không có nằm trong cái list, out of the list hay là hai đứa không có matching. Anh Phong tin là mình phải biết cái level mình ở đâu. Cái level mình ở đâu. Anh Phong luôn nói với em là vậy đó. Đó, đúng rồi, phải level mình ở đâu với mấy cô đừng dạng. Đúng. Dạ. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Nó hay quá, vô cái. Vô. Bởi vậy nãy giờ anh Phong nói quá trời người nói. Anh Phong chỉ được cái thực tế và chân thành thôi. Dạ. Ok. Rồi, hôm nay chương trình là không. Trần Minh Tấn Nguyễn có nói với em Phong là đó, em đã từng nghĩ tình yêu rất là đẹp cho đến khi mà hôm nay em xem được cái buổi live stream này. Của nhớ nha, nhớ nha. Cái này là những bài học rất là thực tiễn. Đúng rồi, tại vì tại sao? Tại vì chúng tôi là những con người đã từng trải. Chúng tôi không phải là Phong Hâm Lê bây giờ là 36 tuổi. Chúng tôi chỉ đem đến sự thật cho các bạn. Các bạn, đây là ba thế hệ nè. Ba thế hệ. Đây nè, nhỏ nhất lần này. Đúng rồi. Chung chung ra đây. Còn già nhất lần này. Đúng rồi. Càng già càng cay. Những người đã từng trải rồi chứ không không phải là còn 20 tuổi mà không biết gì hết. Đúng không? Và chúng tôi đem đến cái sự thật mà chúng tôi rất là nhiều người sợ không dám nói ra. Chúng tôi ở đây để nói cho các bạn nghe. Chúng tôi rút lại cái kinh nghiệm cho chúng tôi và chúng tôi nói cho các bạn biết như vậy thôi. Rút lại cái kinh nghiệm nho nhỏ. Mai Trần hỏi tóm tắt lại cá nhân từ người thích loại nào. Thôi giờ có vợ rồi thôi. Thôi nói, này cái này là mồi chài tối nay là chết anh Phong. Cái này á. Ok, mà Phong Lê nói, Phong Lê trả lời cho Mai Trần. Nói chung là tóm tắt lại là cá nhân từ người loại thích cái loại nào. Thưa quý vị, Phong Lê thích là con gái sao? Con gái mặt phải đẹp đít phải bự rồi, vậy là mày có rồi đó. Rồi, thứ rồi. Hai rồi. Là khi mà Phong Lê đi một người con gái nó phải biết đi làm. Người con gái phải biết làm, ví dụ mà Phong Lê đi vô dưới trường hồi đó, Phong Lê chính xác. Phong Lê đi vô dưới trường chính xong xác. Gặp con nhỏ hả, con nhỏ đó lại nó hỏi Phong Lê hey anh có thể mua cho em một chai nước được không. Ủa em không tiền hả? Cái đó là đúng rồi. Cái đó đối với anh là rất một cái turn off. Đó là một cái. Vậy là em cũng giống anh luôn, em cũng nghĩ vậy. Có như là mình là đàn ông thì mình vẫn làm nhiệm vụ đàn ông, mình vẫn che chở và lo lắng, nhưng mà mình muốn một cái người phụ nữ independent. Đúng rồi, thí dụ mà con nhỏ đó, thí dụ con nhỏ đó lại nói chuyện không lên, em có thể mua anh đi nước được không? Thì cái đó chuyện khác. Hấp dẫn liền. Rất là hấp dẫn liền. Hấp dẫn liền. Và thứ hai là mình đâu có bao giờ để cho người ta mua. Đương nhiên là mình sẽ không để mua, nhưng mà một cái câu nói hoặc là nhiều khi em chỉ mua cho anh ly nước, anh mua lại cho em cái bộ hơn ly nước. Đúng rồi chỉ một ly nước, một cái đề ba vậy. Đúng đó. Rồi, bởi vậy Phong Lê bị Minh Đì dụ. Minh Đì chỉ mua hả Phong một cái áo, bây giờ Phong Lê mua hết nguyên cái nhà. Minh Đì này có vẻ lên chương trình sắc tăng được. Lên chương trình có lời bả. Bởi vậy Minh Đì rất là hay. Minh Đì đi chơi Phong Lê, Minh Đì hả mua Phong một cái vé vô đi, giống như là rủ đi chơi mua cái vé. Minh Đì nói Minh Đì có vé, không biết thằng nào đưa để cho Minh Đì. Nhưng mà Minh Đì nói ông em có vé, em muốn mời anh đi chơi. Đó. Thí dụ hôm nay đi chơi ra đường lạnh, em lạnh mua một cái áo. Bây giờ Phong nguyên cái tủ áo hoặc là Phong phải mua. Ok. Mà hôm đó Minh Đì có cái vé đó, không biết thằng nào mua cho Minh Đì. Không biết thằng nào mua cho Minh Đì. Mà anh Phong chắc có lẽ cũng không muốn biết Minh Đì đã phải làm cái gì để có cái vé đó để đường lạnh không. Cái vé đó của thằng nào đó. Vé thằng nào đó. Đừng có nói hút xì gà gân rồi các bạn. Đó là cái con người con gái không là thích là những người con gái mà tự lập đúng rồi, tự lập những người con mình gái. Không có cần người ta phải nuôi mình ở đây tự lập. Nghe không có phải là su gà má mì, đúng rồi, không phải là kiểu là má đường đúng rồi, là em rồi. Tự lập là em phải nuôi nó không cần không. Là cái đó là cái hấp dẫn thí dụ như là Phong Lê thích người tại gái phải giỏi mới tự lập. Phong Lê thích một người con gái là sao, đi vô vũ trường xong cái thằng kia hả nó hả thằng kia nó hả bất đích giống như lại hả rờ xong người con gái của Phong Lê phải làm cái gì, tự động tránh ra chỗ khác. Ê mày tránh ra chỗ khác tao đá chết mẹ mày. Đó, những cái thứ đó rất là dễ thương. Minh Đì là Minh Đì tán, Minh Đì sáng thẳng như lên chỗ, Minh Đì lên chỗ. Bởi vậy triangle chốt liền hả? Ừ, đúng rồi. Người con gái tự lập rất là dễ thương. Đó, có nhiều người hỏi lắm nha. Còn ví dụ như mà nó vừa tán vô lít Minh Đì một cái, nó chuẩn bị tán cái hai Minh Đì địch chết bẹp là mình Phong Lê cũng phái luôn. Thằng đó tự né đi đi. Ừ, đưa tay. Oh shit. Cảm ơn quý vị các bạn đã bỏ thời gian ra chút
để có cái chương trình này. Cảm ơn anh Vũ. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều đã đến đây chung vui và nói chuyện với mọi người. Cảm ơn Việt. Việt có gì nói chuyện với mọi người không? Việt thì không có gì để nói cả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn ủng hộ cho anh Phong Lê là bạn thân của mình. Tại vì đương nhiên là anh Phong là một nghệ sĩ, anh Phong luôn luôn cần cái sự ủng hộ của khán giả và tất cả mọi người để mà có thể thành công, đúng không? Và cũng cảm ơn các bạn luôn luôn theo dõi và ủng hộ mình và anh Vũ ở đây. Và một điều nữa muốn nói là Việt Hình là một chuyên viên địa ốc ở Đại Mỹ. Nếu mà các bạn bất cứ đây là cái đam mê của Việt Hình, anh Phong là nghệ sĩ, còn Việt Hình là đam mê về nhà đất các bạn. Bất cứ ai mà có đam mê về nhà đất, muốn đầu tư nhà đất, bất cứ cái loại địa ốc nào các bạn có thể tưởng tượng được, từ đất cho đến nhà cho đến trung tâm thương mại, building, tất cả các thứ, các bạn cứ liên lạc ngay cho Việt Hình. Rồi vậy thôi, anh chỉ muốn nói vậy thôi. Anh Vũ có bán gì không? Nhà đất cũng có đam mê nữa. Không có đam mê anh, trời ơi, làm gì phải có đam mê anh. Anh không có đam mê không thể nào anh làm được. Rồi. Không thể nào làm được. Bây giờ đây nè, tất cả mọi người có những rất là nhiều câu hỏi đây, nhưng mà thật sự là thời gian mình đã hết rồi. Cảm ơn nha, mình đọc hết, nhưng mà mình chỉ gửi một cái lời chào, tổng chào nha, tất cả những người. Giống như Simon Võ nè, rất thích anh. Đâu, Simon Võ đâu? Nè. Rất thích Vũ Đâu ha, rồi Võ Chí Thành, rồi tùm lum hết. Nhiều người có những cái câu hỏi rất là hay, nhưng mà mình hết giờ rồi. Họ hỏi về cần. Thì các bạn hãy theo dõi chương trình vào, thí dụ cho tuần sau hay là... nếu mà các bạn cho ý kiến nha, có thể sắp ra những câu hỏi trước, muốn hỏi gì cái tình... Nhắn tin vào Hải Phong Lê. Đúng rồi. Thì Phong Lê sẽ soạn ra. Rồi các bạn nhớ nha, subscribe cái kênh được của Hài Phong Lê, theo dõi và nhấn cái chuông luôn nha các bạn. Mình thì chỉ mong rằng là sẽ được gặp các bạn mỗi tuần một lần nếu có thể. Mình không dám hứa, thật sự không dám hứa, nhưng mà ngày hôm nay rất là vui được ngồi đây trong cái phòng thông của mới toanh của Phong Lê, được nói chuyện, hầu chuyện với tất cả các bạn. Mình biết rằng cái lúc đầu lúc nào cũng có sự pháp pháp, có nhiều và bạn bỡ ngỡ nữa ha. Thì nhút nhát, mình rất là sợ sệt khi mắc ngồi trước ống kiến. Đúng rồi. Già chứ vẫn sợ, vẫn mắc cỡ. Già vẫn mắc cỡ. Khoái ống kiến chết mẹ. Về không biết bao nhiêu mà vẫn mắc cỡ. Gì? Đó không ba? Mày là vô văn hóa nữa. Gì? Ba đừng có làm mặt con như vậy. Con luôn luôn tự hào về cái vấn đề là ba rất là hút phụ nữ. Hút không? Y chang như con của ba. Y mày con hơn cha, nhà có phước. Đúng rồi. Nhà vô phước chứ. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Xin hẹn quý vị các bạn lại vào cái buổi trò chuyện lần sau. Sẽ có nhiều sẽ trả lời những cái câu hỏi các bạn muốn gì thì nhắn tin vào Facebook Hài Phong Lê, theo dõi Facebook Hài Phong Lê, chúng tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi nào mà hóc búa nhất của cực các bạn. Cực kỳ khó, hóc búa cả nào cũng thể giải đáp được. Đúng rồi, ở đây tới ba thầy Phong, thầy Vũ. Thầy Việt. Không được thì cuối cùng còn thầy Việt. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn. Việt mọi người. Bye nha. Chương trình lần sau. Nói gì? Nói gì đâu? Không muốn nói gì. Anh thì anh chỉ nói vậy thôi. Chào các bạn. Bye bye. Xin chào mọi người.